Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi và tiến sĩ bên khoa học giáo dục. Tiến sĩ thì là trồng trồng cây, trồng người, trồng người. À, dạ, trồng người. Còn tôi thì trồng cây. Hai bên đang ngồi, tiến sĩ có thể cho phê biết là tiến sĩ tên gì không ạ? Tôi tên là Phạm Văn Khanh ạ. Phạm Văn Khanh. Tiến sĩ bây giờ là đang công tác ở đâu ạ? Dạ, tôi công tác ở Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Vâng, và bây giờ tiến sĩ thấy cái cây hoàng kim rồi đi tham quan rồi gốc như thế này, tiến sĩ thấy như thế nào? Thấy rất thích. Ok. Vì cái trái này sau khi đã ăn thử thì thấy nó là một cái trái cây có giá trị dinh dưỡng, giá trị về cái mặt là ẩm thực nó cũng cao. Rồi, không thua các loại trái cây mà mang cái họ là vú sữa như hiện nay. Kể cả vú sữa tím, vú sữa bơ hồng các loại khác thì phẩm chất nó không thua kém. Vâng. Mà cái điều nữa là nó không có mủ. Ok. Khi mình ăn thì cái vị như thế nào ạ? Vị ngọt đều, ngọt vừa phải. Nó có mát không ạ? Mát. Mát đúng không? Mát hơn chút xíu mình. Mà không có dính miệng. Không dính miệng, không dính miệng. Ăn rất là ngon. Dạ, dạ. Để thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tiến sĩ đã lặn lội đường xá xa xôi, ngủ lại một đêm với chúng tôi và hôm nay đã được trực tiếp tham quan cái cây vú sữa 10 năm tuổi và ở đây là gốc đây, gốc rất là to. Đây và tôi và tiến sĩ đang ngồi tại gốc đây. Và trên tay là tiến sĩ đang cầm một trái vú sữa chắc trọng lượng 500g và rất là to. Vâng, và quý vị hãy theo dõi chương trình chúng tôi nha. Đó, xin chào. Xin chào.